Cô Đôi Thượng Ngàn là một thánh cô nổi tiếng trong tứ phủ thánh cô. Cô Đôi Thượng Ngàn nổi tiếng anh linh dậy khắp bốn phương, trải từ Đông Cuông, Tuần Quán tới phủ Nha Quan tỉnh Ninh Bình về tới huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, đều có đền thờ cô. Nổi lên trên cả là hai ngôi đền thờ cô thuộc địa phận Nha Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, gắn với truyền thuyết sinh hóa của cô. Đền Bồng Lai, còn gọi là đền Bồng Lai Hạ, ở Nha Quan, Ninh Bình là nơi cô được giáng sinh và đền Bồng Lai Thượng ở Cao Phong, Hòa Bình là nơi cô hóa. Cô Đôi Thượng Ngàn còn được thờ tại đền cô cách đền Mỗ Đông Cuông khoảng 500 mét. Ngôi đền này được xây dựng với quan niệm rằng cô là tỳ nữ bên cạnh Mẫu Thượng Ngàn. Khu du lịch Hàn Sơn, Thanh Hóa cũng có một ngôi đền Cô Đôi Thượng Ngàn. Ngoài ra, Cô Đôi Thượng Ngàn chủ yếu được phối thờ tại các cung tứ phủ thánh cô hoặc một ban riêng ở các đền phủ. Sự tích Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin gửi tóm tắt một vài sự tích Cô Đôi Thượng Ngàn để các ban tham khảo. 1. Sự tích Cô Đôi Thượng Ngàn trên từ điển Mở Bách Khoa Toàn Thư. Cô Đôi Thượng Ngàn vốn là Sơn Tinh công chúa con vua Đế Thích trên Thiên Cung. Sau cô giáng sinh xuống đất Ninh Bình làm con gái một quan lang họ Hà, chúa đất người Mường ở vùng rừng núi Nho Quan. Khi hạ sinh, cô Đôi rất xinh đẹp, da trắng, tóc xanh mượt mà, mặt tròn, lưng ong thon thả. Sau này cô được Mẫu Thượng Ngàn cho học đạo phép để giúp dân. Rồi khi về thiên, cô được Mẫu Thượng Ngàn truyền cho vạn phép, giao cho cô dạy người rừng biết thống nhất về ngôn ngữ. Lúc thanh nhàn cô về ngự cảnh sơn lâm núi rừng ở đất Ninh Bình quê nhà, trong ba gian đền mát, cô cùng các bạn tiên nữ ca hát vui thú trên dốc sườn bò, nay thuộc xã Văn Phương, Nho Quan. Có khi cô biến hiện ra người thiếu nữ xinh đẹp, luận đàm văn thơ cùng các bậc danh sĩ, tương truyền cô cũng rất giỏi văn thơ, làm biết bao kẻ phải mến phục. Cô Đôi cũng là tiên cô cai quản kho Lộc Sơn Lâm Sơn Trang, người trần gian ai nhất tâm thì thường được Cô Đôi ban thưởng, nhược bằng có nợ mà không mau trả lễ cô lại bắt đền nặng hơn. 2. Sự tích Cô Đôi Thượng Ngàn trên trang hvan.vn. Khi ấy, tỉnh Ninh Bình có một vị quan lang họ Hà người Mường. Ông nổi tiếng khắp vùng về nhân đức, phát tâm thiện nguyện cứu giúp dân nghèo. Hai ông bà đã vào trạc ngũ tuần, nhưng vẫn chưa có một mụn con cho vui cửa vui nhà. Hai ông bà bèn lập đán tế trời, cầu khẩn. Ngọc Hoàng trên thiên giới cảm cách mà nghe được những lời này mới sai cô xuống hạ giới, đầu thai làm con ông bà để thưởng cho cái đức độ, tiết tháo của ông. 12 tháng sau bà bẩm thụ thiên khí mà có thai, sinh ra cô. Khi cô sinh hạ có một đôi chim khách đến đậu trước cửa nhà cô mà hót mãi không thôi, như mừng đấng tiên nữ giáng sinh phàm trần. Năm cô lên 4 tuổi, gia định vị quan lang chuyển tới làm quan ở huyện Cao Phong, châu Mai Đà, tỉnh Hưng Hóa. Ở trên vùng cao, nước sinh hoạt thiếu thốn, dưới chân núi đầu rồng lại có con suối nước thần, nước trong mát quanh năm. Người dân ở đó thường ra suối gánh nước về dùng, cô cũng thường ra đó gánh nước về giúp đỡ ông bà. Thời gian thấm thoát đã trôi qua, năm đó cô 12 tuổi mà đã xinh đẹp tuyệt trần, da trắng, tóc mượt, mặt tròn, lưng ong thon thả. Đức Mẫu Thượng Ngàn muốn thử lòng người trần gian, độ cho người có tâm, bèn hóa thành một bà lão đói khát, bệnh tật nằm lả ở gốc cây đa dưới chân núi rồng. Bà năm đó kêu rên từng tiếng khó nhọc, cầu mong sự giúp đỡ của mọi người qua lại, thế nhưng chẳng ai chịu ra tay cứu giúp bà. Đúng vừa lúc cô ra suối gánh nước thấy bà lão đáng thương, cô động lòng thương cảm bèn quỳ xuống vực bà ngồi dậy, cho bà uống nước. Bất chợt tự nhiên trời đất tối sầm, mây đen kéo tới, gió bụi cuốn lên mù mịt, bà lão hiện thành tiên chúa Thượng Ngàn và nói với cô, ta là Đức Diệu Tín Thiền Sư Lê Mại Đại Vương, tức Mẫu Thượng, thấy con là người ngoan ngoãn, hiền lành, đức độ. Kiếp trước con là tiên nữ trên tiên giới, nghe lệnh Ngọc Hoàng mà hạ phàm báo ân cha mẹ, nay ta độ cho con thành tiên trở về bên hầu cận bên cạnh ta, để cứu giúp nhân gian. Đoạn Thánh Mẫu rút cây gậy khắc đầu rồng bên mình ra trao cho cô. Cô nhận cây gậy rồi trở về nhà, 4 ngày sau thì hóa,